Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử xổ số Đài Miền Trung Chủ nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn. Kết quả quét thử xổ số Miền Trung Giải 8 Đài Khánh Hòa 6-8 Đài Kon Tum 6-1 Giải 7 Đài Khánh Hòa 9-7-2 Đài Kon Tum 4-3-7 Giải 6 Đài Khánh Hòa 7-4-5-6 5-6-8-3 8-6-7-6 Đài Kon Tum giải 6 gồm có các số 5-0-4-0 5-7-6-0 0-8-8-8 Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.